chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Như đã hứa với mọi người thì mình sẽ làm một cái challenge gọi là Back to School kết hợp với lại cái hoodie màu hiện nay, giống như bộ đồ mình đang mặc đó là màu tím. màu tím. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái challenge. Thật ra là mình đã đi làm rồi chứ không phải là mình còn đi học nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ thực hiện cái challenge này. Thật sự thì cái môi trường công sở và cái môi trường đi học nó cũng hơi giống nhau, nên là mình sẽ cố gắng thực hiện cái challenge này. Và cùng với lại chuyên mục cuối cùng đó là giveaway. Như đã hứa với mọi người á, ở cái giveaway lần trước mình chỉ tặng cho mọi người một món quà, thì lần này mình sẽ tặng cho mọi người hai món quà như lời mình đã hứa nhé. Ok, bây giờ thì mọi người cùng xem mình thực hiện challenge thực hiện cái 7 ngày mặc đồ tím như thế nào. Let's go. Mỗi sáng thức dậy thì mình sẽ chọn cách là mở cửa phòng thay vì bật đèn. Và đây là phòng của mình, mọi người thấy sao? Tất cả đều là mình tự decor lại hết. Mình là một người cực kỳ sợ độ cao, tuy nhiên thì để lên đến công ty của mình là ở tầng thứ 12 gần sân bay thì chỉ có một điều duy nhất, đó là cái thang máy lộ thiên này thôi. Ban đầu thì mình khá là sợ, nhưng mà sau này thì cũng quen, thậm chí cảm thấy là cảnh cũng rất là đẹp. Mỗi lần đi lên đi xuống, đi ăn thì nói chung là cũng được xả xì chết dữ lắm. Ok, đầu tiên là outfit dành cho ngày thứ hai, mình chọn một cái đầm kẻ sọc tím trắng. Đây là cái đầm mình khá là yêu thích tại vì nhìn nó rất là đơn giản. Dành cho những ngày mà bạn không biết mặc gì thì chỉ cần lấy một cái đầm ra mặc là xong. Đối với cái đầm này mình khá là thích cái chi tiết là cổ của nó rất là đẹp ha. Và mình phối hợp với một cái đôi giày màu trắng. Mình thêm một chút phụ kiện như là tóc của mình màu hồng, thêm một chút dây chuyền và có hoa tai, khoen của mình. Kèm theo đó là vỏ lưới màu trắng ngà và tất tím hai màu. Dành cho những ngày mọi người không biết mặc gì thì hãy chọn cho mình một chiếc váy nhé. Hãy tin mình đi, chắc chắn là nhìn bạn sẽ rất là nổi bật trong ngày đầu tuần. Ngày thứ ba thì mình quyết định chọn theo outfit girl crush. Thật ra hôm nay thì mình khá là bận, xém chút nữa là mình quên quay luôn là hôm nay mình mặc cái gì đó mọi người. Nói chung thì quần trắng dài ha, áo khoác bên ngoài dạng len trắng và một chiếc áo crop top hai dây bên trong màu tím. Vậy là mọi người đã xong outfit của ngày thứ ba. Đây là cảm hứng từ trong bộ phim Mean Girl mà mình rất là thích. Hãy cho mình biết bàn làm việc của bạn đi. Đối với mình thì đây là bàn làm việc của mình đây. Lúc nào cũng có thú bông và một vài những cái kiểu inspirer nhỏ như vậy sẽ làm cho mình kiểu có động lực hơn mỗi ngày. Mình là một người yêu cái đẹp nên là bàn làm việc của mình quá xấu, mình sẽ không thể nào mà có cái cảm hứng sáng tạo được. Đây là bộ sưu tập thủy thủ mặt trăng, thú dây bông của mình. Có thủy thủ mặt trăng và tuxedo mặt nạ crush đầu tiên của mình ha. Ngày giữa tuần thứ tư thì mình muốn có một cái outfit trông vẫn rất là girl crush, nên mình đã chọn chân váy kẻ tím và áo crop top màu tím nhạt. Đây là một cái outfit tông xịt tông màu tím mà bạn có thể dễ dàng sử dụng nếu mà bạn nào quá cuồng màu tím như mình ha. Mình thì có sử dụng phụ kiện như là mắt kính và dây chuyền, rất là đơn giản thôi. Hôm nay thì mình cũng khá là bận nên mình không có mix match gì quá nhiều. Đặc biệt cái chân váy chữ A này có thể làm cho bạn che đi cái bụng bánh mì của mình đó. Mình thì có cái bụng khá là tròn nha mọi người, chứ không có được thon lắm đâu. Mình mix với lại một đôi giày màu xám và đôi tất hai màu. Sở thích của mình là luôn luôn mang tất hai màu chứ không có cùng một màu đâu nha mọi người. Ok, đây là cái outfit dành cho những bạn thích sự nữ tính bánh bèo ha. Ngày thứ năm rồi, mình muốn nổi loạn một chút với một cái outfit hơi rock chic một chút, nên là mình đã chọn là áo kẻ sọc tím, bên dưới là một cái quần skinny màu đen đi với lại giày trắng. Thật ra thì mình tính đi với giày đen nhưng mà không hiểu sao cuối cùng mình lại lấy giày trắng. Mọi người có thể tham khảo outfit này của mình. Đối với những bạn mà thích mặc đồ skinny thì có thể phối vào một chút phụ kiện như là vòng cổ hoặc là khuyên tai cùng với đôi giày. Đôi giày cùng màu là càng tốt ha bạn. Đây là một cái style khá là điển hình thôi, dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể mặc được hết. Và thứ sáu rồi thì mọi người rủ nhau đi ăn bún miếng lương Hải Phòng. Nói chung đây là lần đầu tiên mình ăn miếng lương, với mình thì khá là lạ miệng. Và đây là món cháo lương, mọi người có thể tham khảo qua ha. Và thứ sáu rồi thì mình chọn một outfit, đó là một cái đầm màu mắm ruốc đi chung với lại một cái áo màu trắng. Thật ra thì mình đang không biết mặc gì cho nên mình gọi là vơ bừa thôi. Đây là một cái outfit dành cho những bạn thích cái sự nữ tính và nhẹ nhàng. Áo này cũng khá là thoải mái nữa. Mọi người có thể phối với lại một cái đôi giày trắng trông thật là hài hòa và đi với một cái chuỗi ngọc trai. Đơn giản giống như mình ha. Ok, hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi xem view bên ngoài của công ty của mình. Công ty của mình nằm ở trên tầng thứ 12, tầng crop top, rất là gần sân bay nên có cái view cực kỳ đẹp luôn.
Mình thì thỉnh thoảng cũng hay ra phía ban công để ngồi uống cà phê và ăn trưa, nhưng mà dạo này thì mưa nhiều quá nên là cái việc chiêu chiêu này nó được hạn chế. Buổi tối thì lại có một cái nét đẹp khác, nhưng mà tuần rồi mình hơi bận quá, mình chưa có quay được cho mọi người. Ok, mọi người có thể nhìn thấy cái view toàn cảnh bên dưới, thấy xe cộ ra đường sân bay của mình rất là đẹp ha. Thứ bảy, máu chảy về tim, mình chọn một cái outfit hơi đơn giản một chút và nó có phần hơi mix mắt một chút. Áo bên ngoài là áo hai dây kẻ sọc trắng và bên trong là áo crop top màu tím. Bên dưới mình chọn một chiếc quần jeans lưng cao để che đi bụng tròn và ống lê bên dưới. Mọi người có thể phối thêm một chút phụ kiện là khuyên tai cùng với vòng cổ ngọc trai là rất là duyên dáng nhé. Thứ bảy rồi, hãy dành ra một ít thời gian để chơi cùng pet của bạn nhé. Đây là Cookie nhà mình đây. Hãy nhớ là pet luôn mang những cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Nếu như bạn có bị stress thì hãy giỡn với chúng vào cuối tuần nhé. Bộ outfit vào ngày chủ nhật này được bạn bè của mình đùa rằng bạn đến từ team Wowy của rap Việt hả. Đây là một bộ outfit mang đậm chất hip hop. Mình đã phối cùng với một chiếc áo ren bên trong, áo lưới bên trong màu đen và một chiếc áo oversize t-shirt bên ngoài màu tím cùng với một chiếc quần màu tím. Đi kèm là một đôi giày Vans kẻ sọc đen trắng khá là basic. Bên trên mình sẽ đeo choker và một vài những phụ kiện linh tinh khác nữa cùng với vòng tay khuyên tròn. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái kiểu phối này của mình. Đây là một trong những kiểu phối có thể giúp bạn vừa giấu bụng mà vừa che được những cái phần chưa đẹp trên cơ thể của bạn, nhất là nhìn cho những bạn tròn ha. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái challenge ngày hôm nay. Không biết là mọi người có được cho mình những cái mường tượng nào khác về cái việc là mọi người sẽ mặc đồ màu tím trendy trong năm nay như thế nào không. Thật ra như mọi người vẫn thấy, giống như cái bộ mình đang mặc đây, hiện tại là mình mặc hai cái áo. Một cái áo là nó sẽ là dạng áo nè, mọi người thấy không, nó sẽ là dạng áo hai dây, và một cái áo là nó dạng áo crop top, và mình đã kết hợp nó lại với nhau để mà nhìn có thể nhìn đứng đắn hơn, có thể là đi học hoặc là đi làm cũng được. Bên cạnh đó thì mọi người có thể kết hợp với lại một vài những cái phụ kiện giống như là kẹp hoa cúc đang hot trend bây giờ để tạo cho mình một cái outfit thật là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ nhắc lại với mọi người một số những cái cách phối. Đầu tiên, mọi người có thể phối màu đơn giản nhất và nhìn fresh nhất, nhìn không có lúa, không có lụa nhiều nhất. Nghe hơi buồn cười, đôi lúc mọi người hay chọc đó là màu đám ma mọi người, đó là màu tím và màu trắng. Nhưng mà thật sự là nếu mà màu tím pastel và đi với màu trắng như là móng tay của mình để lên cái bộ áo này thì mọi người thấy nó rất là hài hòa. Và đây cũng vậy, tím đi với trắng. Thật sự đây là cái cặp màu phối đồ về màu tím thông minh nhất mà làm cho mọi người nhìn không có bị lụa. Bị lúa chứ, lụa chứ không lúa. Ok, và cái challenge thứ hai đó là hãy phối những cái gọi là cái họa tiết đi chung với lại màu tím trơn, giống như cái bộ combo mình đang mặc. Là cái challenge thứ hai có nghĩa là một cái màu trơn màu tím nhạt đi với lại một cái họa tiết màu tím, có thể là sọc caro hoặc là kẻ hoa gì đó cũng được. Và mọi người có thể phối thêm nhiều cái kiểu khác như là phối với lại đồ quần jean. Quần jean rách là một trong những cái kiểu gọi là tím phá cách một chút cũng được. Mình ở đây thì mình thiên về tím lý lắc, có nghĩa là tím nó hơi pastel một chút, tại vì cái màu da này thì nó dễ phối đồ hơn là màu tím đậm. Và mọi người nhớ là nếu mà mọi người có cái sắc tố da nó hơi ánh xanh, cho dù là da của bạn là da nâu hay là da trắng nhưng mà nó hơi ánh xanh thì đừng nên mặc màu tím. Nó sẽ làm cho da của bạn nó sẽ xỉn màu nhiều hơn nha. Ở đây thì chỉ hợp với những cái tông da nó có hơi sắc hồng một chút thôi, hoặc là da bánh mật nó sẽ phù hợp hơn. Và hy vọng là mọi người sẽ thích. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến một cái phần quà nha. Mình đã chuẩn bị hai món quà dành cho mọi người nha. Đây là combo thứ nhất. Món quà thứ nhất, một cái áo, một cái áo bẹt vai nha mọi người, khá là xinh ha. Đi với lại một cái áo hai dây crop top, áo hoa luôn nhá. Đây, áo hai dây. Tất cả đồ này đều là mới hết nha mọi người. Mình mua về nhưng mà mình mặc không vừa, nên mình sẽ giveaway cho mọi người. Ở đây mọi người có gì buộc cái nơ, buộc nơ rồi. Ok, đây ha. Đây là combo thứ nhất. Combo thứ nhất nhá. Combo thứ nhất. Combo thứ hai mình muốn dành tặng cho mọi người là áo này. Áo này là có vút ngực luôn mọi người, không có mặc áo ngực cũng được nha. Đây là combo thứ hai. Đối với những kiểu áo như vậy á, mọi người nên mặc cái đồ lưng cao thì nó sẽ che bớt cái phần hở ha mọi người ha. Ha. Ok. Đây, combo thứ hai. Và đây, áo này là áo crop top.
mọi người có thể rút dây giúp mình ha. Tất cả những cái áo này đều là có form dưới 50kg nha mọi người, 50kg mặt vừa nha. Ok, đây là combo thứ hai. Mình sẽ cầm lại hai combo cho mọi người ha. Ok, thể lệ vẫn là như cũ nha mọi người. Thể lệ vẫn là như cũ, có nghĩa là bây giờ mọi người sẽ đầu tiên là hãy subscribe channel của mình. Tiếp theo là hãy like cái vlog này, like cái vlog này. Và cái thứ ba đó là comment cho mình biết là bạn có thích màu tím hay không, và những cái cảm nhận của bạn về màu tím, màu sắc trên đì này. Màu tím nha bạn, màu sắc trên đì này, cũng như là cái cách phối đồ của bạn, bạn muốn phối theo cái dạng màu tím như thế nào. Đặc biệt là với chủ đề back to school thì mọi người sẽ phối như thế nào cho phù hợp và trông nó vẫn đẹp, vẫn sang nhưng mà không bị hở. Ok, hy vọng là mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất và tặng cho mọi người nha. Hãy liên hệ với mình để biết thêm chi tiết. Ok, rồi bây giờ thì mình rất là mong chờ coi là hai cái chủ nhân của món quà này sẽ là ai. Giữ lực đúng lời hứa là đúng một tuần sau nha mọi người, không được hối mình nha. Để cho thời gian để các bạn có thể thể hiện cái tài năng phối đồ của mình ha. Nhớ ba thể lệ nhé. Đầu tiên là subscribe channel của mình, cái tiếp theo là like cái vlog này, và cái thứ ba là comment về cái hot trendy màu tím, về bạn thích màu tím thì như thế nào và tại sao bạn thích màu tím, và kể câu chuyện của bạn, và quan trọng hơn hết là các phối đồ của bạn đối với màu tím như thế nào mà bạn thấy phù hợp. Mình là một tín đồ của màu tím và mình là một stylist, mình khá là khó khăn trong việc này nha. Hy vọng là mọi người sẽ giật giải ha. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy nhớ là like và subscribe channel của mình nha, ở bên dưới nha. Mình rất là phấn khích. Đây là cái chủ đề định thời trang đầu tiên của mình luôn. Hy vọng là mọi người sẽ tham gia một cách vui vẻ và nhiệt huyết. Có thể là cái vlog này nó đã qua tháng 10, hơi trễ rồi, nhưng mà mọi người chắc là chỉ mới nhập học thôi. Hãy cố có một cái hy vọng là cái vlog này nó sẽ cho mọi người một cái nguồn động lực học thật là chăm chỉ nhiều hơn. Tại mình biết là vừa nghỉ hè xong vào thì học thì rất là uể oải á, nên là chúc các em có những cái sự chăm chỉ hơn, có thêm cái động lực trong việc học và xinh đẹp hơn. Đặc biệt là các bạn có thể mặc được những cái combo này của mình đi học vào đại học để mà có crush nha. Hãy chia sẻ những cái comment của bạn cho mình biết bên dưới. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng là mình sẽ sớm biết được chủ nhân của hai món quà này là ai nha. Bye bye.